Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Roy Nghìn Lê. Và hôm nay mình sẽ kể các bạn nghe về một câu chuyện, về một chiến thần, một huyền thoại siêu lừa cậu béo. Thì anh này là người phá vỡ mọi định luật về các tỷ lệ này, là tỷ lệ xui này, tỷ lệ xịt này, và tỷ lệ mở ra cái bí kíp mà khó nhất lấy cuốn nội lực, thì anh này cũng làm được luôn mọi người. Thì hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện. Thì mình trước khi kể mình nói sơ luôn là anh cậu béo này là ngoài anh Thiên Tôn X5 ra thì anh cậu béo và anh Sura Thanh thì chơi với mọi người X5 đang chơi rất là nhiệt tình cũng như tốt bụng luôn mọi người. Và anh này cũng ủng hộ mình khá là nhiều. Thì mình xin thay mặt anh em đang chơi cảm ơn anh cậu béo và anh Thanh khá là nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Thì trước khi vào vấn đề thì là phút quảng cáo của mình. Là bên mình có bán thẻ SIM rẻ các bạn tự nạp Salopay và ngân hàng. Và bên mình sẽ nhận up giang hồ tất cả các server cũng như liên kết với tất cả những bạn bán bạc cũng như up giang hồ, thì mình sẽ nhận mua lại ngân phiếu của các bạn cũng như là có bán thêm thẻ SIM 200k để các bạn có thể up giang hồ cũng như bán bạc rẻ hơn. Và bên mình sẽ nhận up tiền cọc full tím full cam cho tất cả các anh top. Thì anh top nào mà khó khăn trong việc này thì có thể liên hệ em. Thì nếu các bạn thấy video mình hay quýt đừng quên like và đăng ký kênh nha. Thì bây giờ chúng mình sẽ vào luôn cái vấn đề của anh Su Đồ Cậu Béo. Thì cái phần mà vui nhất là mọi người hiện tại đang xem và đang hot ở chỗ là up nhau thi đấu thiên hạ đệ nhất bang. Thì anh Su Đồ Cậu Béo cũng đi tìm bí kíp thần giống như anh Sô Đờ Thanh này là được 2 cuốn này mọi người. Anh Thiên Tôm thì được 3 cuốn này. Thì bây giờ mình sẽ qua tới anh cậu béo nha. Có anh cậu béo được mấy cuốn nha mọi người nha. Thì chúng mình cùng một coi đây. Thì anh chưa được cuốn nào. Ý anh được một cuốn anh em ơi. Và cuốn này là cuốn nội lực. Đây. Nói chung thì cái tỷ lệ rái cuốn này cực kỳ. Nói chung là cũng là thấp. Tại vì ra anh xui. Nhưng mấy cuốn đầu tiên mà anh rái cuốn này thì nói chung thì cũng hơi xui lắm mọi người nha. Tại vì thực sự cái cuốn đầu tiên ra mấy cuốn khác anh có thể xài được nha. Ở đây thì các bạn nói chung là chúng ta vui vẻ nha. Nói đây mình cũng hơi mắc cười. Thì bây giờ mình sẽ review sơ về cái tuyệt học. Tuyệt học của anh cậu béo thì nói chung cũng rất là xui luôn. Cũng xui không kém gì cái bí kíp. Là tại vì ảnh còn một cái dòng độc sát ngoại nè mọi người. Mà ảnh đã bỏ 4 minh chân khí không được cái dòng cam luôn. Mà mình một minh chân khí mình vô làm giúp ảnh cũng không được dòng cam luôn anh em. Nói chung cái tuyệt học này cũng xui đó anh em. Cái tuyệt học của anh béo cũng rất là xui luôn. Thì bây giờ mình sẽ review tới ạc nha. Thì đầu tiên mình sẽ coi cái vũ khí của anh béo. Cái vũ khí đầu tiên là độc sát ngoại, sức mạnh tấn công, chí mạng, sát tôn chí mạng, bảo ngọc. Trời cây này ngon quá ta. Cái vũ khí mát ốp luôn em. Cây này quá ngon luôn. Cây này phải là 1000 cây có một anh em à. Quá ngon luôn, cây này full công luôn anh em. Cây này mà cứa vô người là hơi bị đau luôn. Điêu khắc cũng mát nè anh em nha. Khảm của anh béo là sức mạnh, chí mạng, bỏ né, bỏ kháng mộc. Thì anh này chơi full công luôn. Anh này không xài tấn công mà anh này xài bỏ kháng mộc. Thì nói chung xài bỏ mộc sẽ rất là tối đa hơn xài tấn công khi lực tay các bạn trên 10k nha mọi người nha. Các bạn đi kỹ. Thường thường lực tay của tất cả anh top mà trên từ 8k tới 10k ấy là họ sẽ đa số xài bỏ kháng mộc. Thì bỏ kháng mộc nó sẽ cộng thêm đam sát thương. Đây. Nó sẽ cộng thêm đam sát thương khá là nhiều nha. Nói chung xài cái này đam sẽ cao hơn. Cái này thì có nhiều anh test rồi nha. Nên các bạn không cần phải tranh cãi ở đây nha. Tiếp tục là cái áo của anh béo. Thì cái áo của anh béo sẽ là độc sát ngoại, chí mạng, bỏ né, kháng chí mạng, bỏ kháng mộc, thời gian choáng giảm. Cái áo cũng khá ngon nha mọi người nha. Điêu khắc của áo 54% cũng gần mát nè anh em. Thì anh béo khảm sinh khí, kháng chí mạng, tỷ lệ giảm, thời gian giảm. Thì ở đây anh béo đã ưu tiên cho cái phần khảm ở đây ấy là thiên về kháng huấn nhiều hơn. Thì theo mình thì nếu mà theo mình phân tích đó, đường môn thường thường đứng ở những vị trí rút lắc thì nếu khảm như vậy thì cũng ok. Nhưng mà theo mình là nên khảm nha, theo mình nha, là sinh khí, kháng chí mạng, đỡ đòn và thân pháp. Thân pháp thêm bù cho phần né tránh và thêm cái phần chính xác cho đường môn cứ đau hơn nha. Còn ở việc hai viên này các bạn khảm cũng được nhưng mà không khảm cũng ok nha, tùy mỗi người nha. Thì theo mình đường môn thì chúng ta có thể khảm như này, kháng chí mạng, đỡ đòn, né tránh, thân pháp, 4 viên đó tối ưu cho cái hướng công luôn. Còn anh béo khảm như vậy là nói chung thì để tối ưu hóa được cái việc ra đòn của anh béo ấy, không có bị dính hiệu ứng nhiều cũng ok nha mọi người nha. Bây giờ chúng mình sẽ tới cái nón. Cái nón của anh béo là sẽ là
sức mạnh chí mạng, sát thương chí mạng, bỏ né từng pháp né tránh quá ngon. Đây bạn thấy không, trong đồ của anh béo, bạn nhìn kỹ này, trong đồ của anh béo thì lại có thân pháp và né tránh, nên theo mình là nên khảm ở đây là thân pháp né tránh luôn, để tối ưu được cái thuộc tính ở trong đồ kết hợp ấy thì nó sẽ mạnh hơn. Nên này theo mình thôi nha, thì anh béo lại khảm sức sinh khí, kháng chí mạng, tỷ lệ giảm, thời gian bất lợi hoành giảm nha. Tiếp tục là tới cái nhẫn của anh béo là sức mạnh, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, quá ngon. Cái nhẫn thường thường ấy, đồ các bạn có 4 dòng công như vậy là quá xịn nha. Thực sự kiếm cái 4 dòng công này bây giờ khó. Mà bây giờ là các bạn lên càng cao rồi ấy, đồ mà không có 4 dòng công ít ai mua đó mọi người. Bây giờ lựa đồ anh em cũng chê hơi nhiều ấy. Bây giờ khảm của anh béo thì cũng giống như lúc đầu, sức mạnh, chí mạng, bỏ né, bỏ kháng mộc. Thì bỏ kháng mộc này nó chỉ có tác dụng trên người thôi nha. Chúng ta săn quái thì nó sẽ không có tính vào nha. Các bạn muốn mà săn quái tối ưu, vừa săn quái vừa đánh nhau thì các bạn có khảm tấn công. Còn bỏ kháng mộc thì nói chung thì ở đây sẽ đam cao hơn, bạn sẽ tấn công nha. Nếu lực tay của bạn trên 10k nha, có cái phía sau nha mọi người nha. Thì nói về cái nhận dưới của anh béo sẽ là sức mạnh, chí mạng, sát thương chí mạng, thân pháp, hút sinh lực, quá ngon nha. Về vườn khảm thì nói chung cũng y vậy nha mọi người nha. Bây giờ chúng mình sẽ tới cái bao tay của anh béo. Cái bao tay của anh béo sẽ là sức mạnh, tấn công, chí mạng, né tránh. Này thấy không, trong đồ của anh béo có dòng né tránh nhưng mà anh không xài thì nói chung sẽ bị không có tối ưu được cái thuộc tính này nhiều. Này thì vì khảm này thì anh béo lại khảm sinh khí, kháng chí mạng, tỷ lệ, thời gian. Các bạn biết tại sao ở đây nếu bạn khảm thời gian ấy thì nó sẽ bị dư không? Các bạn ở đây này, ở đây mình sẽ bàn để ý kỹ nha. Cái tại sao mình sẽ ít, các bạn ở phía sau, tại chúng ta khảm thời gian ở đây nó sẽ bị dư, thì mình sẽ ít sai mọi người nha. Tiếp tục là cái dây chuyền. Dây chuyền sẽ là sức mạnh, tấn công, sát thương chí mạng, đỡ đòn, thời gian thiêu đốt giảm, phản đòn. Dây chuyền này thì thiếu cái dòng chí mạng, nhưng mà để mình coi chí mạng béo mát không nha. Nếu mà chí mạng mát thì nói chung cái dây chuyền này ok. Thì về vườn khảm công thì nói chung vẫn như vậy nha mọi người. Mình sẽ tới cái bội của anh béo. Cái bội của anh béo sẽ là sức mạnh, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, quá ngon. Nói chung cái bội mà 4 dòng công mà còn vàng như vậy thực sự là rất là khó luôn nha, rất là khó kiếm luôn nha anh em nha. 4 dòng công mà còn màu cam như vậy là rất là khó kiếm luôn. Tới kiên đái của anh béo, sức mạnh, chí mạng, bỏ né, sinh lực, né tránh, quá ngon. Đấy, đồ của anh béo là có 3 món né tránh nha. Mà anh béo không khảm né tránh thì hơi tiếc. Tiếp tục là tới đôi dài là sức mạnh, chí mạng, kháng chí mạng, sát thương chí mạng, quá ngon. Tân pháp này là có thêm tân pháp này. Thì giờ mình sẽ hít với mọi người tại sao chúng ta không nên khảm thời gian bất lợi hoành giảm. Đây mình sẽ quay qua thì hoàn toàn từ mình sẽ nói tới thuộc tính đi nha. Thuộc tính của anh béo thì sẽ là chính xác 106%, né tránh 28. Này thì anh em không chơi né tránh này. Bỏ né tránh 1.300, quá cao. 1.300 hiện tại là quá cao nha anh em. Quýnh hơi bị gắt luôn ấy. Đỡ đòn 26 vẫn thấp này. Chí mạng anh béo mát, sát thương bạo kích mát, kháng chí mạng 47% ở cao rồi anh em nha. Thì anh béo tập trung kháng chí mạng nha. Bỏ kháng mập đây. Bạn nhìn vào cái thời gian của anh béo này, bạn thấy không? Bạn thấy cái thời gian của anh béo không? Nó dư khá là nhiều trong đây luôn. Tới 2.300 điểm đây. Nó dư khá là nhiều trong thời gian. Mà cái thời gian này ấy là thường thường ấy 1.200 điểm là các bạn map rồi. Nếu các bạn khảm viên 5 cái viên thời gian ấy, nó sẽ mất điểm của ô khảm, khá là tiếc. Bây giờ mình sẽ vô coi bí kíp nha. Này, anh xài Thiên La, Đoạn Môn, Tiên Thiên, Đã Cẩu. Tiên Thiên, Đã Cẩu. Ở đây các bạn thấy không? Trời, một bạn thấy một cái điều rất khác lạ không? Anh ấy không xài cái cuốn tả hữu, mà anh ấy có thể map được cái phần chí mạng luôn, quá ghê luôn. Anh ấy không xài cuốn tả hữu anh em, mà anh ấy map được cái chí mạng luôn, ảo vậy. Này, chí mạng của anh em 100%, mà anh ấy không xài cuốn tả hữu luôn, quá là ghê gớm luôn trời. Này, anh xài thiên la là ok này. Anh xài đoạn môn là hai cuốn này hợp lý. Còn cái cuốn tiên thiên thì nói chung thì cái cuốn này anh ấy xài ấy thì nó có một cái phần ở chỗ này này. Có phần chỗ này chúng ta phân tích nha. Cái này phân tích theo cái hướng định nha. Khi mà xài cuốn tiên thiên thì bạn sẽ được tăng cái đỡ đòn miễn thương. Nhưng mà ở trong cái phần thuộc tính của anh béo, đỡ đòn của anh ấy khá là thấp. Chỉ có 20 mấy phần trăm thôi. Đây 26% thôi. Thì cái đỡ đòn miễn thương này nó cao.
nhưng mà đỡ đòn thấp với nó không kích hoạt được đỡ đòn miễn thương. Thì nếu anh béo sải cúng mà tiên thiên thì nên up thêm đỡ đòn cho cao lên. Thì theo mình là như vậy. Thì trong mình sẽ quay qua lại phần tuyệt bí kíp. Anh sai đã cạo bổng. Nói chung thì bây giờ thì đổi bí kíp thì không có nên. Thì bây giờ chỉ cần có bí kíp thần thôi. Thì nếu mà thay về cái đồ của anh béo á, thì anh ấy nên sải cuốn tạ hữu, phải cuốn hổ nguyên công, thay cho hai cuốn này nha. Còn cái hai cuốn này chắc chắn thần phải xài này, anh xài thêm tả hữu hổ nguyên công thì sẽ được hai cái thời gian kháng là choáng và thọ thương, nó sẽ ở mức tối đa. Thì anh béo ở đây thay bỏ bớt cái phiên anh béo có thể bỏ bớt cái phiên thời gian bất lợi hoành giảm này, anh này thay bằng cái phiên né tránh hoặc là đỡ đòn để cho cái việc trâu hơn. Thì theo mình như vậy. Còn cái phần đồ của ảnh thì quá xịn luôn rồi. Nói về phần đồ nha mọi người, thì anh ấy là quá xịn luôn. Đồ ảnh quá ngon luôn, không có gì phải chê luôn. Cường hóa mát khí hồn 160 quá cao luôn. Khí hồn 160, khắc của ảnh bây giờ cũng đang full rồi anh em. Cái phi phong này hiện tại thì đã có đã mở chức năng, nhưng mà cái gương phi phong thì không có. Cái phi phong này thì đợi FNC update thêm nha anh em. Bây giờ chúng mình tới cái tuyệt học của anh méo thì hôm bữa anh làm tới mấy cuốn rồi anh em nha. Nói chung mạc của anh méo thực sự rất là mạnh luôn chứ không phải bình thường. Nói chung mạc này mạnh. Mạc này nếu mà các bạn chơi nha. Còn một cái vấn đề nữa thì nhiều bạn nói mình review xong ấy thì nên test sát thương cho các bạn thì ok. Thì mình sẽ theo yêu cầu của mọi người test cho bạn coi nha. Thì mình sẽ test thử cột cho anh em coi. Với lại có một cái điều nhiều bạn đang thắc mắc khá là nhiều là đường môn nên chơi phủ, nên chơi set kim hay chơi set mộc. Thì mình khẳng định với mọi người, đường môn các bạn chơi set mộc sẽ đâm cao hơn cái set kim 100% luôn. Nhiều bạn ở đây ấy sẽ nói câu là độc sát nó sẽ không có cộng dồn vào cái đường môn là tại các bạn chưa có đọc kỹ về cái bộ kill. Thì mình đã nói rồi, cái bộ kill của đường môn chắc chắn có độc sát 3% luôn, nhiều bạn không để ý này. Độc sát 4% mới được update hay sao anh em? Độc sát 4%. Dĩ nhiên các bạn mang độc sát thì tất nhiên sẽ cộng thêm độc cho anh em và lực tay. Và một cái vấn đề nữa, khi các bạn mang đúng cái dòng hệ nó sẽ cộng thêm sát thương hệ cho mọi người nữa. Cái vấn đề này thì đường môn phải mang độc sát nếu các bạn muốn cao này. Thì mình sẽ cứa cho bạn coi này. Này. Mình sẽ cứa chủ bạn coi này. Bạn thấy không? Đâm nhảy 76k, 73k nhảy liên tục như vậy. Và nói chung cái chiêu này nếu mà các bạn dính như một mấy các bạn dính hai trò đánh thường và dính thêm cái chiêu 3 của đường môn nữa thì các bạn có thể đục tử chết luôn nha. Nha. Đường môn sốc đâm hơi bị cao luôn nha. Đây, quýnh thêm chiêu 3 nữa. Thì các bạn nghĩ đến 70k đâm mà sốc hai lần liên tục, sốc các lần liên tục này các bạn đâu chịu nổi đâu. Nên các bạn nếu mà đi theo đường môn mà hướng đam ấy nên ưu tiên vũ khí mộc. Còn nếu sell vào các bạn mà vũ khí mộc quá mắc tiền thì chúng ta có thể xài set kim đỡ nha. Cái này là vì nhiều lý do nha. Thì mình đã test đam cho anh em coi đây. Đường môn là một phái mà quần chiến mạnh và săn bot cũng mạnh luôn. Nên anh em nào chơi mà vừa tài chính mà bình thường ấy hoặc tầm trung mới đều chơi đường môn được hết nha anh em. Thì mình xin kết thúc video đây nha. Thì nếu các bạn thấy video mình hay quýt đừng quên like và đăng ký kênh. Và nhớ ủng hộ để xin mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.